tổng cộng là 300 đúng không? Cô la con mua 200 em mua 100 theo sở thích, đồng ý không? À, ok rồi đi mua theo được theo sở thích. Còn cái bao chờ đưa đây mẹ cầm cho không? Bà đi đưa trả luôn đúng không? Rồi đi mua theo sở thích đi. Rồi vậy con sẽ sở thích. Ôi, món đầu tiên. Gần có món thứ hai rồi, gần có món thứ hai rồi, không biết món gì luôn. Món gì? Món gì? Một món rồi. Wow, món thứ hai. Kẹo luôn, làm như rúng răng luôn. Món gì? Nè là, nè là, nè là. Wow, món thứ ba luôn rồi. Ôi kẹo luôn, đúng răng luôn. Đâu? Chỗ nào nữa? Cái nào? Thôi, nghe hàng mì. Ăn cho mập, cho lên ký luôn. Quyết định chưa? Có quyết định chưa? Là cái gì? Nhiều quá không ra được quyết định. Rồi, thêm một món nữa cũng kẹo luôn. Chị này súng răng hết. Bắt trước luôn. Rồi bắt trước. Bốn một để kẹo đây. Rồi bắt trước. Bắt tay của không. Ban giám khảo đứng đây. Né vô, né vô. Hồi món riêng nha, để riêng nha. Ôi sữa luôn. Gì đó? Rồi vô. Cao bao nhiêu? Rồi tới bên vô. Rồi lấy tay để vô. Rồi đi ra. Một bên 53. Rồi xong đi. Mấy ký? Gán mốt 55 rồi. 55. Gái leo lên 39. 8. 1. Cái gì á? Giá bao nhiêu? Để đâu? Thôi là lớn là học tên nói giá. Nói gấp 10 lần. Đây là hai lớp sữa chua nha đam. Còn 1 triệu 1 chai đút. Giá như vậy? Giá 20.000. Mấy trái? Mấy? Cái đó là cái gì vậy? 40.500 đồng. Rồi đi cân. Hãy đem ra cho ta cân ký nha. Dạ. Đâu gái, cái gì? Đọc tên giá cả. Bánh tên. Bánh da lợn 15.000 đồng. Dạ. Mua 2 quả cà. Mua thịt bò. Chút wow. Chưa nhúng rồi. Nhúng bún mắm. Gì nữa? Cà tím về ăn xanh. Wow, bự luôn á hả? Dạ. Rồi ok. Rồi cân ký.
Ok. Thôi giờ tiếp tục. Nãy mua đồ ăn rồi giờ bắt đầu đi mua nước. Đấy. Wow, bia. Không mua tonic có ga đi để về mẹ pha nước chanh uống cũng được. Ok giờ. Rồi kiếm hai quá. Thằng cuối kìa. Thấy hử này uống không được rồi. À, có ga kìa. Lóc bao nhiêu? Tao không tin lóc giờ tao tin thùng không à. Lóc 6 lần. Lóc 6 lần. Thôi chưa? Nhiêu tiền? Web bao nhiêu? Mấy lon để xuống? Theo suy luận. Cái này là cái gì? Soda. Mấy lon? 6 lon thì theo suy luận là 35.000. Ok cô. Bao đủ nè. Giống 1 triệu. À, hơn mấy triệu mà đâu có đủ. Ngân sách này có 100 mấy. Ủa gì cái tuổi này ở đây? Ồ, quá trời rồi thôi. Hay gì đó? Đây là phần dây bắp có giá là 7.000. Ồ, bỏ ăn liền được luôn, quá dữ. Hồi nãy mua được gì rồi? Rồi, vô gì rồi, rồi. Đầy quá trời luôn kìa. Đổi gì nữa không? Em đủ chưa? Đổi đi. Em đổi cái gì em đổi đi. À. Rồi, xong rồi 30 gà. Mua là xong rồi. Rồi, bây giờ xong rồi đó. Ba nhóm xong rồi đó. Đây, xong rồi hết giờ rồi. Rồi, bây giờ cộng lại đi. Ô. Rồi. Bao nhiêu? Nhiêu tiền á? 19.000 một que. Bao nhiêu cái gì vậy? Rồi quay lên. Cái sữa 23.000. 1 hour later. Rồi giờ con gái mua được bao nhiêu tất cả? Mua được 200 luôn. Rồi còn bên? Mua được cũng gần 200. Gần 200 hả? Là chính xác nhiêu? Chính xác là 480 mấy ngàn. A few minutes later. Rồi giờ kết quả thì sao Vin? Quá đơn bao nhiêu? Lớn quá, 280. Đưa đây đứa coi. Đứng rồi. Ở đây coi. Của con là bao nhiêu? 200, đúng luôn. Con 200 đúng luôn á hả? Không, phải bỏ hai món. Hồi nãy là 280. Thôi chúc mừng, chúc mừng. Rồi qua đó được 200 rồi, ok. Chúc mừng, còn con? 126 thì lỗ 26 ngàn rồi thua rồi. Ui giờ cố vô mấy cộng trừ vậy đó. Wow, còn là này mua hết nhiêu vậy? Mua đồ ăn trưa, mua được bò, mấy trăm là 200 mấy, 244 ngàn hay gì? 244 ngàn, 23 này đâu có nằm trong cuộc thi đâu cho nên không sao quá. Này đậu, nhỏ kia rớt rồi, nhỏ kia học lại tán cộng trừ nghe chưa?